Ta ngồi đây ta hút thuốc được không? Anh ngồi đây anh hút thuốc được không? Dạ được anh. Má kinh, bữa nay được. Ghê không? Nay được lên khỏi nhỏ chất xuống xíu là anh. Ok, xin chào đồng bào đến với intro. Có thể bạn sắp bước qua đại học hoặc là học xong đại học rồi, hoặc là bạn đang có dự định học đại học hoặc là đéo học gì cả, nhưng mà dù cho bạn có học đại học hay không học thì cuối cùng bạn vẫn phải học nếu muốn khá hơn. Và hôm nay mình sẽ có một người anh em, cô ấy sẽ nói về cái gì ta? Cái trước sau đại học, trong đại học, giờ xong cấp 3 rồi, cái lúc đó má hỏi giờ con chuẩn bị thi đại học nha. Ủa thi đại học là cái gì mà? Ủa? Mình thi đó mốt mình vô cái trường gì gì lớn lớn mấy anh chị học á mẹ. Thôi con mới vô đại học chứ giờ thích gì? Thể thao, có trường thể thao không mẹ? Mày không ai đi thi thể thao, mày đi thi đại học mỹ thuật đi, tao thấy mày vẽ được á. Đó, đi cái đi tìm mà chỗ học vẽ có một chị ơi, chắc con qua chỗ này thành. Ồ, ngày đầu tiên lên Sài Gòn thì cảm thấy như thế nào? Ủa sao phải ở đây học ta? Ủa đậu đại học phải ở đây mình học vậy hả? Sống cuộc sống một mình. 20 không, lúc đó mới 18 mà đúng không? Chắc vậy. Chắc Ừ. vậy. Mày không bị ở lại thì mày 18. Mình ôn thi xong lúc đó là đầu lớp 12, bắt đầu vô cái nguồn gọi là phải chạy marathon, vừa thi đủ cái thứ môn trong trường, vừa phải ôn cái môn mà mình quyết định mình theo, đó là cái đồ họa. Bắt đầu biết tới vẽ là gì, bắt đầu từ mỹ thuật căn bản. Quá may mắn khi gặp được thầy. Ghê má, ngồi 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 vẽ cái đầu tượng mà vẽ riết chán luôn, đến nỗi mà cái ngày tụi nó luyện thi, tụi nó chuẩn bị vô thi, má nó năn nỉ mình: "Ê, chú ơi, chú có thể xuống ngồi làm đầu tượng không?" Đúng Nói: rồi, "Thôi đầu dẹp, chuẩn luôn, thôi đừng đầu có quá dẹp chuẩn luôn. má." Cái đầu vàng của làng kiến trúc á, cái việc khó nhất của mình là ngồi một chỗ, ngồi im một chỗ và nó không cho mình hút thuốc. Đúng rồi, cả nó đi. Đoạn nào hoang tưởng thì cắt đi, bớt hoang tưởng dễ mà. Tự biên tự diễn đi, tao ngồi đâu phụ họa cho. Nói như những cái clip trước đó, mình có quyền quyết định cuộc sống của mình. Năm nhất là cái năm khó khăn nhất trong cuộc đời. Nó như bước ra một cái là mình té cái đuổi luôn. Mở cửa nhà ra thấy trời gì vậy? Ủa này là gì vậy? Chưa bao giờ thấy luôn. Ở một chỗ mới. Ủa cái gì vậy ta? Ý con dán, ý Trời ghê ơi, không ta. ai kế bên đập con dán này hết. Được Thế là mình sống chung với dán luôn, rồi. không có nó buồn chết luôn á. Lúc đó cũng hơi sốc một xíu nhưng mà không nhận ra, giờ mới nhận ra hồi xưa là mình có một cú sốc. Gọi là bị sang chấn tâm lý. Đúng đúng. Có bao giờ mày vẽ con dán chưa? Mày ngồi mày tả Ghê con quá, dán chưa? ghê quá, nó Không. nhiều chân quá. Đúng rồi, nó nhiều chân nhưng mà nó phải tả gai của nó mới ghê. Rồi, có nhiều nhiều đứa nó sợ dán, nó sẽ tắt tắt clip này ngay tại đây. Là dán nó hồi nó còn chui lên mặt nữa đi Oh, ngủ yeah. á. Nó bay giống như con ve á hả? Tao tưởng là con ve sầu chứ. Tao Dễ tưởng mà là nghĩ đó. không, tao tưởng là tao nắm được cả mùa hè trong tay rồi chứ, không ngờ là con dán. Ghê À, thì ra cái cuộc sống của một mình của một bạn tiểu thư nó là như vậy. mình được gia đình rất thương mình, giúp mình mọi thứ hết. Bây giờ nhìn lại mới thấy mình tiểu thư thiệt. Đúng, không không chối bỏ được. Nên là mỗi khi thấy tụi nhỏ nó chuẩn bị đi thành phố mà vô năm nhất á, trời, những cái cảm giác nó dồn lại cục. Có nhiều tối mà khóc giùm tụi nó. Rồi nó có xì hơi không? Có luôn. Ghê không? Má ghê. Ghê mọi người. Ghê lắm, ghê lắm. Ghê lắm. Next. Với tới khúc là chất lượng đều nằm trong tầm tay của mình. Thì mình phải làm gì đây? Thì Phượng càng đã chậm rồi, Phượng càng lúc Phượng càng chậm hơn. Nên là khi nhắc tới chậm là nhắc tới Phượng. Phượng chậm. Thôi, sau khi mà mọi người tiếp xúc với mình á, thì 10 người thì sẽ hết 9 người
gửi mình cái clip cái con dấu, cái con nó đóng dấu, còn một người còn lại là người ta lịch sự thôi. Không, bữa nay nó nhanh hơn rồi chứ mấy bữa trước máy ngồi chờ nó nói xong cái câu chuyện hoặc làm xong cái hành động hoặc là nghe nó trả lời cái gì đó, má, cảm giác như cuộc sống này nó dài vô tận. Mình đang nghĩ là lúc mình chậm lại như vậy á sẽ giúp mọi người thấy mọi thứ nó chứ, dài ra chứ không phải là để mọi người thấy Phượng chậm hơn hay sao. Mọi người nói mình chậm chứ đều cảm giác mình là như một cái mặt hồ tĩnh lặng, dù có trên trời sấm chớp giông bão lốc thì cái mặt hồ đó là mình luôn phẳng lặng, theo mọi người nghĩ là vậy. Lại văn vở. Đó là một cô gái nói với Phượng. Ok, chứ không phải là Phượng nói. Yeah, Phượng không thấy được điều đó. Xong sau đó là Phượng đi hỏi từng người là chết rồi, Phượng chậm như vậy mọi người thấy như thế nào? Sợ chứ. Sợ mình do mình làm ảnh hưởng tới người khác chứ. Ừ. Nhưng mà cái việc cần nhanh là nhanh nha. Ví dụ như rớt cái laptop, chụp liền. Thì ra năm nhất chậm quá là do stress nhiều quá, lo lắng nhiều quá, mình không có cách dễ giải thoát, như là mình không thích đi chơi, mình không thích hút chích hay những thứ kích thích thiệt sự. Nói về chất kích thích thì có một số người họ nghĩ là và họ nói là sử dụng chất kích thích có thể là cần sa thì nó giúp bạn sáng tạo hơn. Má không hề, tao hút vô đồ, má tao chậm còn hơn con Phượng nữa, tao chỉ muốn ngồi một chỗ và đang muốn làm gì hết. Nó chỉ làm con người ta lười biếng đi thôi. Không thì con cũng ăn lạc vặt, tự ăn. Mày lại con nữa. Tao đâu phải ba mày đâu, mày con hoài à. Em. Ok, em. Tại vì cái năm mà tao 11 tuổi á thì mày mới đẻ đúng không? Lúc đó 11 tuổi tao chưa làm được gì hết. Khi đi làm mới bước ra ngoài xã hội thì mọi người đều là anh, là chị hoặc là bạn. Trừ những người mà họ tóc bạc rồi và họ cũng lục phụ hết rồi, gọi chú, bác, ông vậy đó là bình thường. Nhưng mà khi đó đi làm thì cứ anh, chị, anh, tôi, anh, nó sẽ xứng tầm hơn. Bước ra ngoài không ai coi mình là gia đình hết. Chỉ có về nhà thôi, ba mẹ anh chị mới coi mình là gia đình thôi. Đó là một cái má kinh khủng lắm á. Ấm lòng. Hiểu. Mình hiểu vấn đề đó. Mình cũng lâu lâu mình cũng có. Chút xíu vậy. Cái kiểu mà đi qua đường hay rẽ trái rẽ phải mà lúc mà xe chưa có đèn xi nhan á, chạy đi cho người ta để ý. Người ta biết mình đang xi nhan qua đường. Bữa đó đi quay cái gì ta? Ẩm thực đường phố vô VTV xong chạy về. Cái gặp mày với con nhỏ nào á, má hết hồn luôn. Đùng á, mình tưởng đùng má gái nó ghẹo mình ta. Má gái ghẹo mình ta bữa nay ghê vậy. Ấy sao con nó nhắn tin nè, má chú má đi qua con không cái má chạy tới cái... nhà mà biết má tưởng gái ghẹo mình mừng hết hồn. Bữa đó mới nhậm tóc, đó là những lần đầu tiên trong đời dám ghẹo trai à. Ra ngoài đường ghẹo trai. Trời, lên hình chắc mặt giống ma dữ. Không, mặt mày giống ma lắm. Tại vì cái ánh sáng nó có một cái ánh sáng blue một xíu, nó sẽ ám vô má nhìn như con ma luôn. Phải giống ma mới được nha. À, giống ma. Phải giống ma. Con ma sau lưng rồi. Má tao về mà tao edit mà tao thấy có một cái người thứ ba đứng sau lưng là tao mệt lắm á nha. Phải có chứ. Dạ phải có. Con à. Làm quen gì đó rồi. Ủa quen. Mày có mấy cái tay vậy? Dạ, mới à. Mới để lên. À, tao tưởng mày có ba cái tay chứ. Mình xé nháp cái chỗ này. Thắc mắc không được hỏi. Thì đó, con đĩ chó. Nó vô máy nó có. Có mà, nghe tiếng dế mà. Không phải mưa to đâu hả chứ. Gió chứ mưa đâu. Tí tách như ASMR. Ừ, ASMR, mày nói hồi nói sai lên cười cho mày nghe á. Tao không biết mấy cái này đâu nha. Ok. Mưa tí tách đó là âm thanh môi trường. Tao thích âm thanh môi trường mà. Bởi vậy những cái clip của tao đâu để sound background đâu. Có một số thôi. Lý do là tại vì nó nhàm quá, mình phải để sound background cho người nghe họ kích thích hơn xíu và cho nhạc với hình nó đi chung xíu. Nhưng mà đa số thì không để sound background để cho mọi người có thể nghe cái nhạc khùng lời gì đó của sở thích của mọi người. Và cái clip này nó rất là hay ở chỗ là bạn có thể nghe bất cứ thể loại nhạc gì nhưng vẫn nghe được mình nói. Tại vì ta đâu có làm sao background đâu. Sau đó là không có ghép nhạc gì vô hết. Không, chứ anh chị.
Ai muốn nghe nhạc gì tự bật nghe, hơi đầu ghép. Chợ tôi rảnh đâu mà tôi chạy theo cái sở thích của mọi người.